Chúng ta vừa nghe công bố bài tin mừng biến cố Chúa hiển dung. Chúa đưa ba môn đệ thần tín lên núi cao biến hình trước mặt các ông. Và kết thúc cái đoạn tin mừng chúng ta nghe, các ông quay lại chẳng còn thấy ai cả, chỉ còn một mình Đức Giê-xu thôi. Ta có thể coi đây là một cái cuộc tĩnh tâm Chúa dành cho ba môn đệ thân tín, không phải là dành cho tất cả dân chúng, mà dành cho ba môn đệ thân tín thôi. Và Chúa tỏ vinh quang ra cho các ông, cho các ông được chiêm ngắm, và Chúa biến đổi các ông để các ông đi vào mầu nhiệm vượt qua. Giây phút này chúng ta ở bên nhau không phải tất cả giáo dân, nhưng chỉ có các ca đoàn mà thôi, chỉ có các môn đệ thân tín của Đức Giê-xu thôi. Chủ đề chúng ta cùng chia sẻ với nhau trong buổi tĩnh tâm này: hát lên bài ca mới. Trước hết phải khoe với các anh chị là Chúa ban cho tôi cái tài đặc biệt. Tôi cũng học nhạc ít là 3 năm, thế nhưng mà cuối cùng thì hát 7 nốt nhạc nó bằng nhau. Thì không biết là cái tài đó anh chị có không. Và hôm nay khi nói đến đề tài hát lên bài ca mới thì không có nghĩa là chúng ta thảo luận về âm nhạc, cũng không dám múa rìu qua mắt thợ để chia sẻ cái kỹ thuật ca hát hay là những gì liên quan đến thánh ca. Trong các môn học khi đi tu thì vất vả nhất là môn nhạc. Và sau khi làm linh mục mười mấy hai chục năm thì còn thuộc có một bài duy nhất, xin hát một đoạn để hầu các anh chị cho thấy nhạc nó khó như thế nào. Cứ nhớ được lời thì quên nhịp, mà cứ để ý đến nhịp thì quên lời. Về đây mà ca lên bạn thân mến ơi, về đây cánh chim từ bốn phương trời. Tất cả đó là nhịp trõi hết, nhịp trõi hết, cứ kéo lên thì mới hát mà đập xuống thì ngừng, cho nên không dám mà vẫy nhịp là nó sai. Từ cái bài hát toàn những nhịp trõi ấy, xin được thưa với tất cả các anh chị, chúng ta tĩnh tâm, tĩnh tâm, cho nên chúng ta dành cái buổi này dùng một vài cái khái niệm về ca hát để chúng ta lắng đọng bên Chúa Giê-xu. Và mỗi chúng ta giây phút này được mời gọi mở tâm hồn mình ra để đón nhận tác động của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần mới là người biến đổi. Chúa Thánh Thần mới là đấng canh tân. Chúa Thánh Thần mới là đấng mở môi miệng chúng ta để chúng ta hát bài ca mới. Là ca viên thì chắc chắn các anh chị thừa hiểu một bản nhạc được cấu thành bởi 7 nốt nhạc. Đồ rê mi pha son la si. 7 nốt nhạc. 7 nốt nhạc ấy nếu ta cứ xếp bằng nhau thì nó không phải là nhạc. Cho nên nó có trầm, có bổng, và có khi có những đảo phách như một cái đoạn nhạc vừa minh họa cho các anh chị. Ở thiết tưởng mỗi bài hát 7 nốt nhạc như thế, tôi tạm dựa vào đó để suy nghĩ có chăng những yếu tố nào khác không? Có chăng yếu tố nào khác không giúp cho một bài hát được gọi là hay? Nếu bây giờ phỏng vấn các anh chị chắc là phong phú lắm, thời gian không cho phép chúng ta tản mát, cho nên tôi tạm cô đọng. Thay vì 7 nốt nhạc thì là 7 yếu tố làm nên một bài hát hay. Một bài hát hay phải là hòa âm hay. Một bài hát hay phải là giai điệu hay. Một bài hát hay phải là ca từ hay. Một bài hát hay phải là giọng hát hay. Một bài hát hay phải là
âm thanh hay, một bài hát hay phải là đàn nhạc hay, và yếu tố cuối cùng không thể không có, một bài hát hay thì là một bài hát nó phải chạm đến trái tim của mình, nghĩa là có cảm xúc. Đó là lý do tại sao một ca viên hát thánh ca hay hơn nhiều với một ca sĩ ngoại giáo hát thánh ca. Chúng ta hát bằng trái tim. Dựa vào bảy yếu tố đó, chúng ta chia sẻ với nhau trong buổi tĩnh tâm này. Trước hết, bài hát hay phải là hòa âm hay. Khoe một lần nữa với các anh chị, tôi học hòa âm ấy chứ. Nhưng mà khi hòa âm một bài nhạc thì không có ai hát được. Bởi vì tôi hòa âm theo công thức, cứ đúng theo luật mà làm thôi, không hát được. Thế nào là hòa âm hay? Hòa âm là sự liên kết các nốt nhạc với nhau một cách khéo léo, theo một trật tự, theo một quy tắc, để làm thành một bản nhạc. Thiếu đi cái sự xếp xếp khéo léo, hài hòa, tinh tế thì nó là một bài nhạc vụng về, và nhạc sĩ thì chỉ là thợ nhạc mà thôi. Bài hát hay phải hòa âm hay. Dựa vào yếu tố đầu tiên này, chúng ta cùng suy nghĩ về sự liên kết, hay có thể nói là sự hòa âm giữa các ca viên trong một cộng đoàn, trong một ca đoàn. Mỗi chúng ta là một nốt nhạc. Đừng có nghĩ là tôi không cần chị, chị hát dở ẹc à, tôi không cần chị. Nói như vậy là ta bỏ mất một nốt nhạc trong cái khung nhạc rồi. Đừng nghĩ rằng cái dấu lặng nó không có giá trị, và đừng nghĩ là cái dấu, cái âm thanh, cái nốt nhạc ở trầm nó không hay. Làm thế nào để hòa âm hay, nghĩa là hài hòa với nhau. Chúng ta suy nghĩ trong các ca đoàn của chúng ta, trong cái thái độ khiêm cung đặt mình trước sự hiện diện chỉ một mình Đức Giê-xu mà thôi. Nếu ca đoàn của chúng ta là một bản nhạc và mỗi ca viên là một nốt nhạc, thì bản nhạc ca đoàn chúng ta đang hát lên có phải là bài ca mới không? Các nốt nhạc ấy có hòa âm với nhau một cách khéo léo theo sự hướng dẫn của ca trưởng không? Ở đây tôi xin phép không nói về kỹ thuật ca hát. Tôi chỉ mượn hình ảnh để chúng ta suy tư, để chúng ta tĩnh tâm. Các nốt nhạc không được hòa âm khéo với nhau thì bài hát vụng lắm. Và nếu các thành viên trong một ca đoàn không hòa hợp được với nhau thì bài hát chúng ta cất lên chói tai Chúa lắm. Thánh Augustino nói, hát ngang như thế, hòa âm dở như thế mà dám hát cho Chúa nghe à, chói tai lắm. Trước khi chúng ta nói đến kỹ thuật ca hát, trước khi chúng ta nói đến kiến thức về âm nhạc, trước khi chúng ta đập tập những kỹ năng cần thiết như son phe, như lấy giọng, vân vân, thì chúng ta phải làm sao có một cái hòa âm tốt cho chính ca đoàn của mình. Nhìn vào ca đoàn, thích ơi là thích. Nhìn vào sự yêu thương, nhìn vào sự hòa hợp, nhìn vào sự đón nhận từng thành viên trong ca đoàn, vui ơi là vui. Các anh chị vất vả phần lớn là những người đang phải lao động, kiếm miếng cơm manh áo cho con, cho cái, cho gia đình. Có lẽ một số rất ít chúng ta có thời gian thảnh thơi thôi. Chúng ta dành thời gian không phải chỉ đi hát mà còn tập hát nữa. Mà vào trong này, cái bản nhạc chúng ta tập hoài, hòa âm hoài mà nó chói. Như hồi nãy đã có thưa với các anh chị đó,
các người ta có năng khiếu về nhạc, người ta hòa âm một bản nhạc nó khoảng chừng 10-15 phút thôi. Tôi làm cả tiếng, có khi tiếng rưỡi, bỏ cả giờ nghỉ trưa để hòa âm, mà còn có một khung nhạc nữa thôi, không hòa được. Lên không lên được, xuống không xuống được. Mình làm sai nó ở cái chỗ nào đó, y như là làm toán ấy. Và các anh chị biết tôi vất vả thế nào. Bỏ đi, làm lại từ đầu, đi đường khác, mất thêm bằng đó thời gian nữa, 3 tiếng đồng hồ để hòa âm một bản nhạc mà không hát được, chỉ để cho thầy giáo chấm là hòa như vậy là đúng công thức. Nếu ca đoàn của chúng ta nó cứ kẻ chật cà ruột, nó cứ người này ngó vào dép người kia, người nọ nhìn vào tai người kia, sao chúng ta khá được? Mình bỏ thời gian, bỏ công sức, có khi bỏ tiền bạc mọi sự để đến hòa một bản nhạc mà hát cho Chúa nghe, thế mà nó cứ trục trặc hoài. Uổng quá là uổng, phí quá là phí. Cho nên đây là cái dịp để chúng ta xác định lại với nhau cái ước mơ, để chúng ta nói với nhau cái khát vọng, để chúng ta bỏ đi tất cả những cái gì mà chúng ta hòa âm buổi ban đầu nó trật, có thể mất giờ nhưng tái xây dựng lại. Trước khi tập hát, trước khi bảo phải hát cho hay, trước khi mời rằng đừng có đi bỏ cái giờ tập hát, bỏ hết những cái đó đi. Cứ làm sao mà đi đâu thì đi, làm gì thì làm, nhớ đến hôm nay ca đoàn mình tập hát, nhớ đến hôm nay ca đoàn mình hát lễ, là muốn quăng đi hết đến nhà thờ, được gặp nhau, được gặp Chúa, được ca hát phí trí toại nguyện. Nó sướng cái đấy. Và mình tạo cho mình một năng lượng tích cực, tạo cho mình một cái sức sống nội tâm. Nói như các môn đệ ngày hôm nay ở trong tin mừng: thưa Thầy, chúng con được ở đây thì thật hay, làm lều luôn ở bên cạnh Chúa. Muốn được như vậy, ta phải coi lại cái hòa âm của ca đoàn mình. Đừng coi một nốt nhạc nào là dư, đừng coi một nốt nhạc nào là trỗi. Hãy hòa với nhau. Một bản nhạc hay là bản nhạc hòa âm hay. Và thưa các anh chị, một bản nhạc hay là một bản nhạc có giai điệu hay. Có những giai điệu vừa cất lên, nghe nó da diết. Ta nghe một bản nhạc tình, ta nghe một bản nhạc đồng quê, ta nghe một bản nhạc ca ngợi tình yêu, lòng của chúng ta dường như nó trùng lại, nó chạm vào cái gì đó nơi trái tim của mình. Còn nếu một bài nhạc mà cái giai điệu của nó giống như rượt đuổi nhau ấy, nó không chạm vào lòng mình được. Cái giai điệu nó không du dương, nó cũng không hùng tráng, tẻ nhạt, thì bài hát ấy không hay được. Vậy thì ta suy nghĩ điều gì đây? Bài hát vui tươi, sinh động hay buồn tẻ, nhạt nhẽo hay đơn điệu, ăn thua giai điệu của bài hát ấy? Vậy chúng ta hãy nghĩ đến cái bầu khí của ca đoàn mình. Bầu khí. Có những nơi ta đến tự nhiên mình nó vui hẳn lên, mà có những nơi ta đến tự nhiên chẳng muốn nói gì cả, ngồi cho hết giờ đi về. Bầu khí không nói chuyện được, bầu khí không mở lòng ra được. Đại loại như thế này: quen một cô bạn gái, lần đầu tiên hai đứa hẹn hò nói chuyện, anh chàng thỏ thẻ vào tai cô gái và bảo: chút nữa anh hẹn em dưới chân cột cờ của nhà trường được không? Hẹn nhau dưới chân cột cờ thì nói cái gì ở đấy? Đó không phải là nơi hẹn hò, đó không phải là bầu khí để có thể hát cho nhau nghe. Bầu khí nó quan trọng lắm. Ta cứ nhìn gia đình mình ta biết. Nếu gia đình của chúng ta hòa hợp yêu thương, đi đâu làm gì cũng muốn về nhà của mình thật sớm.
Nhưng mà không ít những ông quá giờ làm, đi muốn làm sao cho nó qua cái giờ phải về nhà đi, rồi về đến nhà là khuya, lăn ra ngủ là được. Bởi vì nhà nó như cái lò hơi ngạt ấy, không phải là chật chội, không phải là nóng bức, mà là cái bầu khí không có. Ở đâu cũng vậy, tạo bầu khí. Đâu phải cứ mở rượu, mở bia ra là uống được. Có khi trong phòng, trong nhà chúng ta rượu gì cũng có, bia gì cũng có, mà không đụng đến, bởi vì không uống một mình được. Có bầu khí, có anh em vui vẻ, thì có khi các ông hết két này sang két khác mà vẫn vui, tạo được cái bầu khí. Bầu khí. Cộng đoàn nhà tu cũng vậy. Anh em sống với nhau không vui thì người ta tìm niềm vui bên ngoài. Một con ếch quý nó cần một cái bầu khí quyển, nó cần một cái bầu sinh thái phù hợp để nó sống. Ta bắt con cá biển thả vào nước ngọt, nó chết. Ta thương con cá nước ngọt, bỏ nó vào nước biển, nó chết. Ta kiến tạo cái bầu khí của một cộng đoàn huynh đệ. Nơi đó mọi người là anh em. Nơi đó mọi người chan hòa với nhau. Chứ đừng để người ta đến ca đoàn, người ta phát biểu một câu ngắn nhất, không thể phát biểu ngắn hơn được nữa. Chán. Chán thì sao? Bỏ. Chán thì sao? Rời khỏi ca đoàn. Chán thì sao? Đừng để ca đoàn một thành viên nào đó vô tình hay hữu ý phát ra cái nhời không đáng nói ấy. Chán. Phải kiến tạo bầu khí. Một gia đình có được sự hòa hợp, người ta phải kiến tạo. Một cộng đoàn tu trì muốn có được sự hòa hợp, phải kiến tạo. Một ca đoàn muốn cho mọi người trung thành, mọi người yêu mến, mọi người gắn bó, mọi người cố gắng, phải kiến tạo. Và để kiến tạo một bầu khí như thế, không phải trách nhiệm của đoàn trưởng, chẳng phải trách nhiệm của ca trưởng, chẳng phải chỉ là trách nhiệm của cha xứ hay là cha quản đốc, mà là trách nhiệm của từng ca viên chúng ta. Chúng ta không muốn kiến tạo thì người ta cố gắng đến mấy, mình phá cái xong liền thôi. Phá cái là xong liền. Thổi một quả bong bóng phùng mang trợn má lên mới được. Mình cầm cái kim 10 giây bong bóng xẹp lên. Mình phải kiến tạo bằng cái sự tích cực. Mình phải kiến tạo bằng thiện chí. Mình phải kiến tạo bằng sự đối thoại. Mình phải kiến tạo bằng sự hy sinh. Có khi bỏ đi cái tôi của mình. Người ta bảo một ca đoàn hát dở nhất là ca đoàn toàn ca trưởng. Hát như vậy được chứ phải thế này. Ông kia bảo không, hát phải thế này này, cái nốt này phải thế này. Ủa vậy thế thì theo ai? Tôi cũng là ca trưởng. Ca đoàn hát dở nhất là ca đoàn toàn ca trưởng. Nghĩa là người ta không có cái điểm quy chiếu. Thì ở cái yếu tố thứ hai này, bài hát hay phải là giai điệu hay. Chúng ta suy nghĩ về cái giai điệu của ca đoàn chúng ta, cái bầu khí của ca đoàn chúng ta, cái môi sinh của ca đoàn chúng ta. Đi đến đâu, tôi hay khoe giáo xứ này. Cái xứ của ông mới đi khoe với xứ của tôi, lấy gì mà khoe. Ông biết giáo dân của chúng tôi bao nhiêu người không? Hơn 20 người. Báo cho các ông biết, giáo dân chúng tôi hơn 20 đấy. Nhưng mà chúng tôi có 500 ca viên. Ngày hôm nay cứ sợ là đi tĩnh tâm hết thì ngồi cả ra đường ấy chứ. 500 ca viên. Cái gì quấn hút chúng ta? Cái gì lôi quấn chúng ta? Nếu không phải đó là một cái giai điệu hay, một cái bầu khí huynh đệ.
Và thưa các anh chị, điều thứ ba, bài hát hay phải là ca từ hay. Sau này cái nhạc mới nghe không nổi, cái từ ngữ của nó lạ lùng lắm cơ, không nghe được. Ta nghe những bài nhạc xưa, cái ca từ của nó thâm trầm lắm, ý nghĩa lắm, sâu sắc lắm, nói ít mà hiểu nhiều. Còn bây giờ nhiều khi một mớ ngôn ngữ chẳng nghĩa lý gì. Một bài hát hay phải có ca từ hay. Bài hát hay không thể là bài hát được dệt bằng những ca từ vô nghĩa, sáo rỗng, không có nội dung. Bài hát hay phải có nội dung, nó mới sống được, nó mới trường tồn. Mùa Noel về thì phải hát đêm thánh vô cùng, Noel mới có nghĩa. Nó không phải chỉ là giai điệu, nó không phải chỉ là hòa âm, mà ý nghĩa của nó. Khi ta suy nghĩ về một những ca từ hay trong một bài hát, thì chúng ta được mời gọi để ý đến nội dung của một bài hát. Và như vậy ta cũng để ý đến nội dung của việc chúng ta sinh hoạt ca đoàn. Nghĩa là mục đích của chúng ta sinh hoạt trong ca đoàn là gì? Chúng ta tìm cái gì khi chúng ta đến với ca đoàn? Đâu phải đến với ca đoàn để tôi được làm ca trưởng. Đâu phải đến với ca đoàn để tôi được biểu diễn lướt lả trên phím đàn. Ở đây thì chưa gặp, nhưng mà một số nơi rất sốt ruột về cái ảnh đánh đàn. Anh ấy là bắt cả nhà thờ nghe đàn thôi, còn không ai nghe cái gì khác nữa cả. Mà tôi đi vào ca đoàn cũng đâu phải để tôi biểu diễn, tôi hát solo, tôi có giọng hát hay. Không, tất cả những cái đấy đều là không. Và tôi tin rằng các anh chị đến với ca đoàn đều là thiện chí. Tất cả và từng anh chị đang ngồi ở đây đều là thiện chí và rất thiện chí. Các anh chị đang muốn, đã muốn và tiếp tục muốn diễn tả điều này vào ca đoàn để các anh chị làm vinh danh Chúa. Góp lời ca tiếng hát của mình để nâng tâm hồn của cộng đoàn phụng vụ lên. Góp cái tài mọn của mình bằng lời ca tiếng đàn để tôn vinh Thiên Chúa, hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Vì Ngài đã tác tạo bao kỳ công, mà kỳ công lớn nhất là Ngài cho chúng ta có mặt trên cuộc đời này và được làm con của Chúa. Hát cả đời cũng chẳng ca tụng Chúa cho đủ. Hát cả đời không ca tụng Chúa cho đủ. Và nếu chúng ta hát với tâm tình như thế, thì làm sao ai dám bảo rằng bài hát của chúng ta không có nội dung? Mà nếu hát để ca tụng Chúa thì xá gì, bực bội gì với anh ca trưởng hôm nay anh ấy nóng nảy. Anh có cái việc của anh có vấn đề của anh có khó khăn của anh kệ, anh nóng thì mình nguội đi, có sao. Hát để ca tụng Chúa thì bực bội gì khi hôm nay đáng lẽ đến phiên mình được đọc sách mà người khác đọc, cảm ơn chị đọc thay em, có sao đâu, đừng có dùng rằng bực bội. Tôi mặc cái áo dài đẹp thế này đi chia cho ai khác. Nếu hát để ca tụng Chúa thì không có lý do gì mà cảm thấy khó chịu với người này, bực dọc với người kia, bởi vì tất cả đang hòa trong một bản nhạc mà ca tụng Chúa mà. Ai làm được, tôi cảm ơn. Và như thế tất cả nó hòa với nhau, nó quấn người ta vào cái tâm tình của bản nhạc, quấn người ta vào cái tâm tình của thờ phượng, quấn người ta vào tâm tình của tạ ơn. Bài hát hay thì ca từ phải hay. Và yếu tố thứ tư, thưa cộng đoàn, bài hát hay thì giọng hát phải hay. Lâu lâu trên truyền hình có những cái giọng hát nhép, rồi bắt đầu khi người ta xuất hiện thật, người đó là ai chẳng hạn, xuất hiện thật thì khi cất giọng lên cả hội trường vỡ lở.
có những người cái giọng nó Chúa ban một cách đặc biệt, giọng của em đã ngang rồi, mà có nhiều người họ còn ngang, không thể ngang hơn được nữa. Không những ngang mà lạ lùng, không vào cái tông nào cả. Những anh chàng cắt tóc nói đùa cái giọng hát nó như tông đơ này thì hát cái gì? Không vào được cái nhịp nào. Bài hát hay thì cần một giọng hát hay. Ở đây không phải tất cả chúng ta đều có giọng của ca sĩ, nhưng Chúa ban cho chúng ta ai cũng hát được, biết hát và yêu hát. Thế thì phải làm sao? Thiên Chúa ban cho mỗi người mỗi cái tài khác nhau. Lạ lùng lắm, Chúa tài lắm cơ. Có người thì cao nghèo nghèo, có người thì lùn tẹt 1m1. Đừng có tự hào vì mình cao, cũng đừng mặc cảm vì mình lùn. Em hay nói đùa, mấy người cao đó giao trách nhiệm lau mạng nhện, còn những người lùn thì lau gầm ghế. Tất cả đều cao quý như nhau. Tất cả mọi hồng ân đón nhận được đều là hoa trái của Chúa Thánh Thần. Chúa ban cho người có tài đánh đàn, người có tài ca hát, người có tài mỹ thuật, người có tài ăn nói, người có tài chữa bệnh ABC. Không ai trong chúng ta là người vô dụng, vô duyên cả. Chúng ta có cái tài, mà quan trọng chúng ta có chạm vào được cái khả năng của chúng ta để cái khả năng đó nó tỏa sáng hay không. Vậy thì chúng ta đang hiện diện ở đây, mình phải nhận ra rằng Chúa ban cho mình cái khả năng ca hát, yêu ca hát và có khả năng ca hát. Thì bây giờ ta hãy dùng cái khả năng ấy mà phụng sự Chúa. Tôi hay diễn tả thế này: đừng ai nhận ơn của Chúa rồi đóng cửa hú hí một mình. Ơn Chúa ban là để phục vụ cho toàn thân thể. Đừng cậy cái tay mình mạnh, cứ mặt mình mà vả, có đâu. Để che chắn, để gìn giữ. Tất cả mọi cái khả năng Chúa ban qua các cái cơ phận của chúng ta khác nhau. Công việc của mắt khác của tai, công việc của tai thì khác của mũi. Mà trong đời sống đôi khi ta cứ bắt cái việc của tai làm việc của mũi không à. Nghe nó thơm nghe. Nghe thơm, nghe bằng tai mà thấy thơm. Người Bắc thì ngửi thấy mùi thơm, người Nam nghe thơm. Là bắt cái tai làm việc cái mũi. Thế bây giờ ta có cái khả năng gì thì mình dùng cái khả năng ấy mình phục vụ Chúa, và không bắt người ta lụy mình, và không lấy cái tài của mình để ra oai, để khoe khoang, để vênh vang. Ta tự hào vì mình có giọng hát cao hay. Phải gió một phát, méo miệng đi, nói người ta còn chẳng nghe được, chứ đừng có nói mà hát hay. Thì mới thấy được rằng cái đó là do Chúa ban. Mà Chúa ban là để phục vụ cho nhiệm thể của Chúa là hội thánh. Chúng ta tạ ơn Chúa vì hồng ân mà Chúa cho chúng ta. Ở đây rất nhiều người có nhiều cái tài mà tôi không đáng là học trò. Tạ ơn Chúa vì cái tài ấy, nhất là đàn hát. Chúa ban cho các anh chị để các anh chị phục vụ Chúa. Đừng để một ngày mai Chúa bảo ta giao cho mày 5 nén, mày làm lời được mấy nén? Cứ toàn để cái nén nhạc thì hát karaoke không. Dùng những khả năng Chúa ban, cái tài Chúa ban để phục vụ hội thánh, để phụng sự Chúa, để ca tụng Chúa. Và rồi cái đoạn tin mừng ở Matthew 25 hay lắm. Khi mà mình dùng cái tài của mình rồi đó, thì Chúa lại cho thêm cái anh biết hát rồi, càng hát lại càng hay. Anh biết đàn rồi, càng phục vụ tiếng đàn càng réo rắt. Và Chúa nói hãy lấy 1 nén của người đang có, trao cho người có 10 nén. Có 10 nén cho thêm, anh không có lấy luôn. Lời của Chúa rõ lắm, ta cứ gẫm trong đời mình.
để chúng ta suy, để chúng ta chiêm ngắm, để chúng ta tạ ơn. Và hôm nay mời gọi các anh chị, chúng ta tạ ơn vì cái hồng ân mà các anh chị được đón nhận, để ca tụng Chúa, để ca tụng Chúa. Nhà thơ Tagore có một bài hát rất hay, xin lỗi, có một đoạn thơ rất hay. Rabindranath Tagore, một thi sĩ nổi danh của Ấn Độ. Người gọi tôi vào đại hội trần gian, này tôi xin đến quỳ bên để hát hầu người, mong cho lời ca của tôi làm cho người vui thỏa. Người gọi tôi vào đại hội trần gian, này tôi xin đến quỳ bên để hát hầu người, mong cho lời ca của tôi làm cho người vui thỏa. Chúng ta cũng có thể mượn tâm tình đó của Tagore. Chúa gọi chúng ta vào đại hội trần gian, Chúa gọi chúng ta vào ca đoàn, ca đoàn này, ca đoàn kia, ca đoàn giới trẻ, ca đoàn vượt qua, ca đoàn Martino, vân vân. Ngài gọi tôi vào đại hội trần gian, Ngài gọi tôi vào ca đoàn này, này tôi xin đến quỳ bên để hát hầu người. Ta hát hầu Chúa thôi, chẳng cần cha xứ biết đến mà cảm ơn, chẳng cần ca trưởng phải tán dương ca ngợi. Tôi quỳ bên để hát hầu người, mong cho lời ca của tôi làm cho người vui thỏa. Thế thôi. Và cũng tâm tình của Tagore, chỉ mong người lấy đi, mong chẳng còn gì là của tôi, để tôi có thể dâng cho người mọi thứ, mọi điều, và trao cho người tình tôi khi nào người muốn. Dâng hết, mong người lấy đi, chẳng còn gì là của tôi. Đấy là những giọng ca hay, bởi vì những giọng ca xuất phát từ trái tim của mình. Và thưa các anh chị, một bài hát hay không chỉ là giọng hát hay, mà bài hát hay còn phải có âm thanh hay. Đấy, nhìn thấy bác Điều ngồi đâu đây, hát mà bây giờ âm thanh nó giống như là một keo, cái quảng cáo đây là một loài keo rán chuột, chết thôi, không hát được. Cất ca bài ca lên là muốn cúp rồi. Hát như thế thì sao mà cái âm thanh không nghe được, chán lắm. Đấy là thực tế. Có khi là chia trí. Mà thưa cộng đoàn, không phải chỉ là hát đâu, giảng lễ cũng vậy. Lâu lâu đến một nhà thờ, kính thưa quý ông bà và anh chị em, kính thưa, gõ ba lần là muốn cho mời cộng đoàn đứng đọc kinh tín kính rồi, chứ cần không muốn hát, không muốn giảng nữa, nó gọi là tụt cảm xúc hết trơn. Các ca viên đâu có làm chủ được âm thanh, phải không? Thế nhưng mà nó là một yếu tố. Ở đây không có ý nói là ngày mai nhà thờ này phải để ý coi là âm thanh tốt hơn, không có ý nói đó. Thế nhưng mà ở đây ta suy nghĩ điều gì? Một âm thanh tệ làm trục trặc cả một bài hát. Chúng ta suy nghĩ về những trục trặc trong ca đoàn, làm cho chúng ta không thể hát lên bài ca mới mà ca tụng Thiên Chúa. Xét cho cùng thì chẳng phải ca đoàn đâu, bất kỳ một tổ chức nào của nhân loại đều có những trục trặc, đều có những khủng hoảng. Ca đoàn nào bảo ca đoàn em không hề có chút khủng hoảng nào, không hề có chút trục trặc nào. Có lẽ đó là một câu đùa khéo nhất trong năm. Không có một tổ chức nào mà không có khó khăn. Cả một cái cộng đoàn dòng tu, các cha, các thầy muốn tận hiến cho Chúa, hỏi có khó khăn không? Hỏi vậy thừa. Không những khó mà thưa cộng đoàn, rất khó. Nhất là khi mà ông nào ông đấy, cái đầu to, cãi bằng lý không, tao rở sách ra, tao trích luật, tao cãi một cái mình chết ngay.
Nhưng mà âu đó là lẽ thường tình. Âu đó là lẽ thường tình. Chúng ta đi tìm sự hoàn hảo ở trần gian này, thưa, không có. Không có cái gì, bất cứ thứ gì hoàn hảo ở trần gian. Chỉ có Chúa là hoàn hảo thôi. Chúa là thập phần hoàn hảo. Còn con người trong nỗ lực thì phải chấp nhận giới hạn. Chấp nhận giới hạn. Mình biết được chính bản thân mình đầy giới hạn, đầy tật xấu, mà mình cứ bắt người khác phải hoàn hảo. Một ông chồng đầy giới hạn bắt bà vợ phải hoàn hảo, hoặc ngược lại, một ông bề trên toàn là trốn giờ kinh đi nhậu không, mà bắt tất cả anh em không được vắng khỏi tu viện khỏi giờ kinh, bắt ai nghe. Ông bề trên bảo giảng bài thì soạn cho hẳn hoi. Nó chỉ hỏi với hôm qua bề trên giảng có soạn không? Nói gì chưa? Cái sự gọi là khủng hoảng hay khó khăn đâu cũng có. Nhưng chúng ta đang muốn nói đến cái khó khăn chúng ta đang gặp trong các cái ca đoàn của chúng ta. Tại sao một ca viên lại phải bỏ ra khỏi ca đoàn khi họ đã gắn bó tính bằng thập niên? Dấu chỉ ấy cho thấy hai chấm khủng hoảng. Ông bác sĩ giỏi không phải là cứ đau ở đâu thì bôi dầu con ho hổ vào đó, dán salon pass vào đó, không. Tìm xem cái nguyên nhân nào nó dẫn đến cơn đau. Có khi đau chân phải phải bó bột chân trái. Đau lưng cứ lo chữa lưng không khỏi, phải chữa thận, bởi vì thận yếu. Đâu là cái nguyên nhân làm cho những khủng hoảng ấy? Chúng ta đã nói với nhau một loạt những cái thứ ở trên. Nào là ca đoàn chúng ta thiếu hòa âm hay thiếu hòa khí. Nào là chúng ta không có một bài hát với giai điệu hay, nghĩa là không có sự nhường nhịn nhau. Nào là không có ca từ hay, bởi vì ai cũng muốn mình là ngôi sao giữa cộng đoàn. Nào là bài hát không có âm thanh hay, nghĩa là trục trặc, âu như một lẽ thường tình. Ta chấp nhận nó, nhưng mà cứ bảo thôi kệ, giáo xứ này nhỏ, ca mình âm thanh vậy là được rồi. Không, mình phải cố gắng tốt hơn. Năm trước ca đoàn, các ca đoàn tổ chức đêm thánh ca Giáng sinh, âm thanh cũng đã cố gắng hết sức, mà tóm lại là được 5.25. 5.25 trên 10, nghĩa là nói tệ thì không đến nỗi tệ, nhưng mà gần như là tệ. Năm vừa rồi cố gắng hơn, mà chắc chấm cũng được 6.75 thôi à. Làm sao mình phải 9 điểm, 10 điểm, mà 10 điểm cho vẫn còn phải thòm thèm cơ, nghĩa là cố gắng hơn. Vậy thì ta đón nhận những cái trục trặc trong đời sống cộng đoàn, trục trặc trong ca đoàn của chúng ta, nhưng ta phải sửa. Ta phải sửa. Nó khó khăn ở đâu ta giải quyết ở đó. Cái thuyền chúng ta thủng ở đâu chúng ta lấp trai lại chỗ đó. Đừng để nó trở thành một cái mảng lớn, nước ùa vào thì chìm cả một căn tàu, cả một con tàu chìm. Và thưa các anh chị, bài hát hay thì đàn nhạc phải hay. Ngày xưa em học nhạc, người dạy nhạc em bảo cái tay như thế để làm cái gì? Chặt đi. Không đánh được, không chạy nốt được, cuối cùng giờ gõ được đờ rê được từng ngót một thôi, đừng đánh hai ngón. Bài hát hay, đàn nhạc phải hay. Tiếng đàn hòa với lời ca, nâng lời ca bay lên. Sự hòa hợp nơi các thành viên trong cộng đoàn nâng lời ca của cộng đoàn vút cao như hương trầm bay tỏa trước thánh nhang. Một ca đoàn mà chỉ nghe tiếng đàn không thua, anh đàn cứ giận ga hết sức, không còn ai nói ai nghe nữa. Rồi anh nào đứng gần mic thì hát to hết sức để biểu diễn giọng, thưa thua. Phải có sự hòa hợp. Tiếng đàn thì nâng giọng hát lên. Mình đến để phục vụ Chúa bằng lời ca tiếng hát, nhưng mà để hát bài ca mới, hát cho hay thì phải cần một bầu khí đẹp,
cần một tâm hồn an nhiên, cần một tình huynh đệ, cần một sức sống nội tâm. Ta không có những điều đó, làm sao hát bài ca mới? Và nhắc lại tâm tình của Thánh Augustino, hát ngang như thế mà dám hát ca tụng Chúa à? Bài hát hay, đàn nhạc phải hay. Và cuối cùng, bài hát hay phải là bài hát chạm đến trái tim của chúng ta. Bài hát có cảm xúc. Nói như vậy không có nghĩa là ca trưởng phải tìm những bài hát nào ủy mị, bài hát nào tạo được cảm xúc theo cái nghĩa tâm lý tình cảm. Thưa không. Ai trong chúng ta cũng biết, khi cất một bài ca mà lòng chúng ta không cảm xúc thì bài ca ấy khó mà hát hay được. Cảm xúc hát thánh ca của chúng ta phải là lòng mến dạt dào, phải là tâm tình tri ân, và phải là tấm lòng sám hối. Khi chúng ta có một tình yêu, cũng Thánh Augustino Ngài nói, tôi yêu và tôi hát. Tôi hát vì tôi yêu. Tại sao có những người về đến nhà là thổi sáo, vui, nhìn thấy vợ, thấy con, tự nhiên nó thành giai điệu. Thành giai điệu. Có nhiều cha có tâm hồn nhạc sĩ kể thế này, trong thánh lễ hôm nay chia trí quá. Tại sao vậy? Tự nhiên vừa công bố lời Chúa, thay vì chuẩn bị bài giảng, thì những cái giai điệu của nhạc nó dệt ngay trong đầu. Lời của Chúa thành giai điệu ngay trong đầu của mình. 2 năm trước còn có dịp giảng ở một đại hội. Và sau giảng thì có một cha gửi về bài hát. Ngài viết vài lời như thế này. Cái bài hát, bài thánh thi mà cha đọc cuối bài giảng, ngày nào con cũng đọc. Bởi vì nó là cái bài trong giờ kinh tối. Nhưng mà con không cảm thấy gì hết. Nhưng không hiểu sao hôm nay nghe cha giảng, những giai điệu nó cứ chạy ở trong đầu con. Sau thánh lễ thì con ghi lại ngay, và bây giờ gửi cho cha bài hát này. Cái bài hát đấy là bài hát về Đức Mẹ. Lạy Đức Mẹ Chúa Trời, Ngài xiết bao thánh thiện. Này chúng con chạy đến tìm nương ẩn nơi Ngài. Lúc xa vòng gian khổ, khi gặp cảnh phong trần, lời con cái nài van xin mẹ đừng chê bỏ, nhưng xin hằng giải thoát khỏi ngàn nỗi hiểm nguy. Ôi vinh diệu ai bì, trinh nữ đầy ơn phúc. Tôi đọc bài ca ấy bằng cả cái tâm tình của mình. Và tự nhiên người nghe, người ta cảm. Người ta cảm. Bài hát đụng đến trái tim của chúng ta và đụng đến trái tim của người nghe. Làm bài hát phải khởi đi từ trái tim mình, nghĩa là tâm tình yêu mến. Rồi ta lồng vào đó tâm tình tạ ơn. Tâm tình tạ ơn biết bao hồng ân Chúa ban cho mình. Ta lồng vào đó lòng sám hối. Lâu lắm rồi, cứ mỗi lần cất lên bài ca là tôi lại trào tràn cảm xúc. Bài ca này: con nay trở về, trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Con nay trở về, lòng sâu thống hối khôn nguôi. Cái tâm tình đó nó gắn với cái cảm xúc, nó gắn với lại câu chuyện đời mình. Cho nên cất lên là tâm tình ngợi khen, cất lên là lòng sám hối, cất lên là tâm tình ca ngợi. Và thưa các anh chị, thời khắc báo đồng hồ là hết rồi. Thế cho nên xin được nhắc lại, bài hát có 7 nốt nhạc. Thì trong buổi tĩnh tâm này, xin phép được thưa với các anh chị 7 điều thôi. Một bài hát hay, một bài ca mới phải là một bài hát hòa âm hay, giai điệu hay, giọng hát hay, âm thanh hay, đàn nhạc hay và giàu cảm xúc. Kết thúc trích đoạn tin mừng chúng ta nghe, xin được nhắc lại.
Các môn đệ ngẩng lên thì không thấy ai cả, chỉ còn một mình Đức Giêsu thôi. Mong là lúc này các anh chị ngước lên cũng chẳng thấy ai cả, chỉ một mình Đức Giêsu thôi, để người nói vào tâm hồn của các anh chị, để người chạm vào trái tim của các anh chị. Và nếu như chúng ta phải nhận thấy điều này, Đức Giêsu là một nhạc sĩ tài ba. Ngài có khả năng hòa âm tuyệt vời. Mỗi chúng ta hãy ngoan ngoãn trở nên những nốt nhạc để Chúa hòa âm bản nhạc ca đoàn của chúng ta, hầu chúng ta có thể hát lên bài ca mới với một trái tim mới. Trái tim ấy không có gì cả ngoại trừ yêu thương. Để chúng ta hát lên bài ca mới với một tinh thần mới. Tinh thần ấy không có gì cả ngoài sự hiệp nhất. Để chúng ta hát lên bài ca mới với một niềm vui mới. Niềm vui được hát cho Chúa nghe, được quỳ bên để hát hầu người. Mong cho lời ca của tôi làm cho người vui thỏa. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe, và chúng ta tiếp tục phần tĩnh tâm.